Suy nghĩ quyết định hành động, có hành động mới có thành công, hay nói cách khác là dám nghĩ dám làm, thì câu chuyện đổi đời vươn lên từ làng sẽ trở thành hiện thực. Minh Dũng từng là người đàn ông lam lũ, tay trắng, nhưng nhờ dám nghĩ dám làm, chọn nuôi bồ câu làm hướng phát triển kinh tế, đã gặt hái được nhiều thành công. Người ta hay gọi Minh Dũng là triệu phú bồ câu hay vua bồ câu Nam Bộ. Hãy kết nối với Minh Dũng để có những bước nhảy vọt trong làm giàu. Minh Dũng tự hào là địa điểm cung cấp giống bồ câu chất lượng hàng đầu Việt Nam. Để học hỏi kinh nghiệm, mọi người có thể theo dõi những video của Minh Dũng trên kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu. Đăng ký và đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo. Ngoài ra còn có fanpage trên Facebook, mọi người có thể like kênh để nhận thông tin. Thưa các bạn, Trần Minh Dũng hiện sở hữu 4 nhà hàng mang tên Dũng Bồ Câu và gần 20 trại nuôi chim bồ câu với tổng số lượng hơn 60.000 cặp. Để trở thành ông chủ như hôm nay là cả một hành trình đối với Dũng Bồ Câu. Khác với sự tưởng tượng về một ông chủ trang trại đang ăn nên làm ra, Dũng Bồ Câu làm chúng tôi ngạc nhiên khi gặp bởi nét bình dị, nhiệt tình và dễ mến. Để có được thành quả như hôm nay, Dũng Bồ Câu đã từng trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Năm 1994, khi mới 17 tuổi, anh làm nhân viên phụ nhà hàng. Thấy heo sữa bán cho nhà hàng được giá nên xin gia đình đầu tư vốn nuôi heo rừng lai. Tuy nhiên, chỉ sau mấy năm nuôi heo rừng lai thành công, thay vì tiếp tục theo nghề này thì anh Dũng nghe lời ông chủ nhà hàng quay sang nuôi chim bồ câu. Không một chút hiểu biết về kỹ thuật nuôi con vật này cũng như cách chọn giống nên anh đã thất bại ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên. Trong lúc đang thất vọng thì anh Dũng được một người chú họ từ Đài Loan động viên tiếp tục theo đuổi mô hình nuôi chim bồ câu. Được người chú không chỉ đầu tư vốn mà còn cử người từ Đài Loan sang chỉ dạy kỹ thuật chọn giống và chăm sóc chim bồ câu. Anh Dũng lại nuôi hy vọng và quyết chí thành công với mô hình này một lần nữa. Năm 2007, nhờ nắm được kỹ thuật chăm sóc chim bồ câu, Dũng Bồ Câu đã gây đàn, mở rộng quy mô nuôi bồ câu. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi, qua các phương tiện truyền thông, anh biết ở nước ngoài người ta áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi bồ câu và đem lại hiệu quả cao, nên quyết định chọn cho mình một lối đi riêng. Anh tìm sang Thái Lan, châu Âu, tìm hiểu kỹ hơn về đặc tính của con chim bồ câu, kỹ thuật nuôi và ứng dụng công nghệ để đạt hiệu quả. Về nước, anh đầu tư chuồng trại, nuôi chim trong lồng, rồi đến nhà máy nhựa đặt hàng làm máng ăn, máng uống tự động cho chim. Đối với phân chim, anh chặn lưới phía dưới rồi phun thuốc khử mùi để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như chống khả năng gây mầm bệnh. Do đó, cứ 2 tháng, anh mới phải vệ sinh chuồng trại một lần. Tôi đến với con chim bồ câu này là cũng qua lời một ông chủ ở nhà hàng. Tôi đang giao heo sữa nên ông kêu tôi về đầu tư chim bồ câu để cho giao cho nhà hàng. Từ năm 98 tôi mạnh dạn đầu tư chim bồ câu, nhưng mà còn cái nghề còn mới mẻ quá, nữ tôi cũng trục trặc nên tôi gặp một ông bạn ở người Đài Loan, ông mới giới thiệu và hướng dẫn cho tôi cách nuôi chim bồ câu cho nó bự, cho nó đẹp để giao cho nhà hàng. Ông mới nhập 1.000 trứng ở nước ngoài về, rồi ông cho chuyên gia về đây ấp cho tôi. Từ đó tới bây giờ tôi nhân giống này là giống của Thái mà tôi phát triển tới bây giờ, nên tôi bây giờ tôi mong muốn bà con nuôi càng nhiều để cái mô hình này phát triển lên để mới đủ cho người tiêu dùng tiêu thụ, chứ bây giờ mặt hàng chim bồ câu này không đủ để cung cấp cho quán ăn, nhà hàng, làng nướng đồ này kia. Thành thử ra ở trại của Minh Dũng của tôi
có chương trình coi như người không có tiền mình có thể giúp đỡ 100% và 50% cho nhân viên kỹ thuật tới nhà hướng dẫn để cho bà con chăn nuôi cho đạt hiệu quả và phát triển cái mô hình nuôi bồ câu này càng ngày càng nhiều ra nữa, nhân rộng nhiều ra nữa để cho đủ tiêu thụ. Dũng Bồ Câu cho biết hàng tuần anh đều cung cấp chim thương phẩm cho thị trường Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh với gần 700 con bồ câu các loại. Tại Bình Dương, bồ câu của anh có mặt tại các nhà hàng lớn như Dình Ký, Phương Nam. Riêng nhà hàng Minh Dũng Bồ Câu ở phường Vĩnh Phú do anh làm chủ cũng bán được hàng trăm con bồ câu một ngày. Nhờ thành công với con bồ câu mà anh được nhiều người yêu mến tặng cho biệt danh Dũng Bồ Câu. Hiện nay trang trại bồ câu Minh Dũng cung cấp giống cho các địa phương cả nước. Hiện tại trang trại cung cấp giống bồ câu tốt đó là Titan Thái siêu thịt. Mỗi cặp giống trại Minh Dũng bán với giá 500.000 đồng một cặp. Đây được xem là giống bồ câu tốt nhất hiện nay. Bồ câu Thái siêu thịt là loài gia cầm tương đối dễ nuôi. Nuôi chim bồ câu không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nhiều, chi phí cao mà hiệu quả nhanh. Một cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt có thể nặng từ 1,2 kg trở lên. Đây là loại bồ câu dễ nuôi, nhanh lớn, ít bệnh, sinh sản tốt. Bồ câu có thể tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp dư thừa như đậu nành xấu, ngô, lõi ngô, rau cỏ đem nghiền thành cám viên cho chim bồ câu ăn. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con chăn nuôi ha. Loại bồ câu là bồ câu của Thái siêu thịt. Loại mà đẻ sai nhất hiện giờ. Bồ câu là lớn. Đây là con Thái siêu thịt đây. Nó có hai gạch. Một gạch, hai gạch ha. Những cái loại bồ câu khác là không có hai gạch này đúng không? Không có hai gạch, nó chỉ một gạch thôi. Rồi. Đây là bồ câu Thái siêu thịt. Mình mới like. Đây là con trống nha. Đây này mới có 7 tháng thôi. Hai này 7 tháng mà. Mà một cái phải nuôi từ 3 con đến 4 con hết. Con rất là bự. Anh có thể cầm hai con, ba con này cho mọi người nhìn rõ hơn về cái con này. Cái này thì chỉ có 7 ngày thôi. Nuôi ba con 7 ngày nè. 7 ngày mà ba lớn như vậy nè. 7 ngày nó trọng lượng nó cũng 300 g à. Đây con. Con hơi bự vậy nè. Con này là được 15 ngày rồi. 15 ngày, nó phải bự vậy. Con này thì bây giờ mình bán trên thị trường là khoảng bao nhiêu tiền một con anh nhỉ? Hiện giờ mình bán ra cho nhà hàng á là 65 ngàn một con. 65 ngàn một con. Nó ra phải 3 con bự vậy mới được nha. Bự vậy nè. Nó nằm ở 5 lạng đến 7 lạng. Cha mẹ là nuôi phải 5 đến 7 lạng một con hết. Mà 3 con như thế này đây. Một ổ 3 con, 4 con hết. Ngoài bồ câu Thái, trại Minh Dũng còn có bồ câu gà Mỹ và bồ câu Pháp. Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, anh Dũng nói điều quan trọng nhất là khả năng tự học, tự đúc rút kinh nghiệm, đặc biệt là áp dụng công nghệ trong quá trình xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi. Và một khi đã chọn cho mình một lối đi riêng thì nhất thiết phải thực hiện cho bằng được lối đi mà mình đã chọn. Để học hỏi kinh nghiệm, mọi người có thể theo dõi những video của Minh Dũng trên kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu. Đăng ký và đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo. Ngoài ra còn có fanpage trên Facebook. Mọi người có thể like kênh để nhận thêm thông tin.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hãy kết nối với Minh Dũng để có những bước nhảy vọt trong làm giàu. Minh Dũng tự hào là địa điểm cung cấp giống bồ câu chất lượng hàng đầu Việt Nam.